Dealing DSC2136L là một cái camera, là một thiết bị camera an ninh thế hệ mới. Thế hệ mới tức là nó có khả năng kết nối với wifi và mạng của chúng ta, và bạn không cần phải cắm dây nhợ nhiều như trước kia. Trong trường hợp mà chúng ta muốn có dây nhợ thì bạn vẫn có thể sử dụng cái cổng Ethernet hoặc là cổng digital in out ở trong mặt sau của máy để gắn vào cái hệ thống camera an ninh đang có sẵn ở nhà. Còn trong trường hợp chỉ muốn đơn giản theo dõi một phòng nào đó hay là muốn mọi thứ đơn giản hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể kết nối nó vào cái mạng wifi của gia đình và truyền tải toàn bộ những dữ liệu giữa cái camera này vào trong NAS của chúng ta, hoặc là cắm trực tiếp vào cái cổng micro SD ở trong máy. Cái khe cắm thẻ nhớ micro SD ở trong cái camera D-Link này có hỗ trợ dung lượng tối đa là 32GB, và chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng nó. Chúng ta có thể thay thế bằng cái thẻ khác khi mà nó đầy dung lượng, hoặc là chép vào NAS và xóa nó đi. Thì cái camera D-Link 2136L này đang được bán với giá khoảng hơn 200 đô thị trường Mỹ. Mình chưa rõ là giá ở Việt Nam bao nhiêu. Cái lý do làm cho cái camera này nó mắc như vậy, một phần là bởi vì khả năng kết nối Wi-Fi AC, tức là chuẩn Wi-Fi mới nhất hiện nay. Cái điểm thứ hai chính là cái khả năng quay phim 720p. Hầu hết camera an ninh không có độ phân giải cao. Mình cũng có ao ước là cái camera này có thể quay Full HD, nhưng mà rất tiếc là D-Link chỉ quay 720p và độ phân giải khi chụp hình chỉ là 1 chấm thôi. Nhưng mà nó có rất là nhiều điểm đặc biệt. Cái điểm đầu tiên, bạn có thể thấy là nó có một cái lỗ mic và cái loa ở đây, tức là chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện tương tác hai chiều. Nó có thể thu được cái âm thanh khi kẻ trộm vào nhà, và chúng ta cũng có thể hét lên để dọa kẻ trộm. Ở đây là một cái cảm biến chuyển động. Cảm biến chuyển động này khi mà chúng ta đặt lên một cái bàn hay là một vật thể đứng vững nào đó, nếu mà có ai đi ngang qua, nó sẽ tự động cảnh báo và sau đó gửi email cho chúng ta biết, đồng thời ghi lại những cái hình ảnh kẻ trộm đi vô để chúng ta có thể theo dõi và biết ai đang cắp cái gì ở nhà. Cuối cùng là một cái đèn LED. Đèn LED này có khả năng phát sáng 5m. Thông thường thì những cái camera an ninh nhỏ gọn như thế này không có khả năng quay màu khi mà trời quá tối. Còn đối với cái trường hợp của cái D-Link DSC2136 này thì nó vẫn có thể quay được phim màu, kể cả trong trường hợp mà tối gần như không thấy gì. Nếu mà cái phạm vi quay ở trong phạm vi 5m đổ lại, nhờ vào cái bóng đèn LED ở phía dưới nó sẽ chiếu sáng, cũng như là những cái cải tiến trong cái cảm biến, và khi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được cái hình ảnh màu của những cái kẻ trộm đang ăn cắp nhà chúng ta. Có một cái điểm mà cái camera nhỏ gọn của D-Link không thể khắc phục, bởi vì cái kích cỡ của nó không đủ để làm những cái xoay điện tử mà chúng ta buộc phải xoay cơ. Và bạn có thể chỉnh những cái vị trí này sao cho phù hợp, nhưng mà chúng ta không thể điều khiển nó để xoay cái cảm biến theo hướng mà chúng ta mong muốn, mà bạn phải mua những cái thiết bị mắc tiền hơn, những cái thiết bị bự hơn. Đó là lý do mà cái D-Link này vẫn chưa hoàn thiện, mặc dù đối với ai cần những gì thật sự nhỏ gọn thì nó rất là phù hợp với chúng ta. Cái D-Link DSC2136L này cũng có khả năng kết nối với lại những cái hệ thống đám mây của D-Link. Bạn chỉ việc cắm nó vào cổng Ethernet của cái router, sau đó chúng ta đăng nhập ở trên máy tính bạn, hoặc là trên máy tính chúng ta thiết lập nó như là một cái thiết bị con nằm trong cái tài khoản. Và khi đó ở bất cứ nơi đâu, bạn chỉ việc đăng nhập vô cái tài khoản của chúng ta là có thể theo dõi được hình ảnh thu được từ cái camera này rồi, mà chúng ta không cần phải thiết lập rất là phức tạp như là những cái hệ thống camera an ninh bình thường. Xin cảm ơn các bạn.